Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay hai vợ chồng mình take a road trip to Ocean Shore Highway 101. Thì hiện giờ hai vợ chồng mình đã đến thành phố nhỏ Aberdeen. Mình sẽ ghé ra đây mình ăn McDonald's ăn sáng rồi mình tiếp tục đi ra Ocean Shore. Thì sau đó thì mình sẽ visit những cái chỗ khác, cũng như rằng là sẽ đến cái chỗ Seabrook, là một cái thành phố nhỏ, một cái town nhỏ thôi. Nơi đó là một cái town mà để vacation rental rất là nhiều, rất là đẹp, rất là dễ thương. Rồi mình sẽ tiếp tục đi lên Kala Lodge, cũng một bãi biển dọc của bờ biển 101 của Washington. Rồi mình sẽ đi Ruby Beach. Sau đó thì mình sẽ trở về, thì chắc lúc đó thì cũng sẽ tối. Dự định ở qua đêm để đi lên Olympic với Foreign Forest, nhưng mà chắc là không có thời gian, chứ giả lại không có mướn được chỗ. Cho nên mình sẽ đi sáng đi chiều về, nhưng mà sẽ về rất là tối. Thì mời các anh chị và các bạn theo dõi cái hành trình của hai vợ chồng mình đi ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị và các bạn. Hello các bạn, trên đường mình đi Ocean Shore thì mình sẽ ghé lại cái chỗ seafood này. Mình check trên internet thì nhiều người ta nói rằng là tiệm này cũng bán đồ seafood, hải sản tươi đó. Bạn thấy ở đây không? Oyster nè, chuẩn bị đem đi bán nè các bạn, chở đi bán nè. Ok, thì mình ghé vô đây nha. Mới hỏi họ thì họ nói là không có cua tươi, nhưng mà có cua nấu. Oyster. Đây một tiệm nhỏ thôi, có cá nữa. Mình thì thích ăn cua hơn. Mua mua cá salmon nè em. Mua chút xíu bỏ vô nấu vô trọng. Hay salmon là shot eye hay là Pacific cod đó. Hả? Ok, mình tới Ocean Shore các anh chị ơi. Đây là con đường vào thành phố của Ocean Shore và cũng thẳng đi vào biển luôn nha. Bây giờ mình chạy đi một con đường để cho các bạn và các anh chị coi. Nó có nhiều đường để xuống bãi biển lắm, nhưng mà đây là trong những con đường trắng. Trời mưa như chuột lông rồi các bạn. Ướt hết trơn nè. Dài ướt hết trơn. Có mang một đôi dài thôi đó. Ở hình như hai đôi, anh có hai đôi. Hôm nay là ngày thường nè. Cái giá thời tiết cũng không được đẹp lắm, không có bao nhiêu người ra hết. Weekend thì chắc là đỡ hơn. Còn sớm hả? Đúng rồi. Trời mưa nè, ướt hết người luôn. Nhưng mà không lạnh lắm các bạn. Cái cựu mặt chỉ có hai áo thôi, cái trắng hay cái trong cái ngoài đó. Cũng không có lạnh lắm. Chỉ ướt thôi. Nhưng mà có đem đồ thêm theo để phòng hơi. Wow, mấy con ngựa đẹp quá. Con nào lấy con nào cũng to hết trơn các bạn. Đang đợi khách đó. Đây bà này đang nói chuyện với khách đây.
20 đồng một tiếng các bạn. Có người sẽ dẫn mình đi xuống bãi biển, rồi đi vòng qua bên casino ở trên bãi biển này, rồi sẽ trở lại đúng là 1 tiếng đồng hồ. Lý tưởng các bạn. Đến bãi biển Washington mình mướn ngựa, cỡ ngựa đi trên dọc biển. Nguyên đoàn ngựa các bạn, vui không? Một con ngựa 1 tiếng đồng hồ 20 đồng đó các bạn. À, cỡ ngựa thấy lý tưởng ha, vui đó ha. Mấy cái lọ này, cái lọ có gì mà có con này chưa? Sò nằm ở dưới á. Em lấy chân đạp đạp nó, nó văng nước lên nè, nó phúng nước lên nè.